rất đáng thương của chúng ta. Những giây cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, các cầu thủ chúng ta đã chiến đấu tuyệt vời. Các bạn hoàn toàn xứng đáng vì dù kết quả trận đấu này là thế nào thì chúng ta đã đạt được chiến thắng nhiều thực sự. Đó là một pha bằng cắt dứt điểm rất nhanh của số 11. Dành cho U23 Việt Nam một lần nữa 1 tỷ đồng và mời toàn bộ phần thưởng khác, nhưng quan trọng hơn là tình cảm. U23 đã đổi thời kết thúc trận chung kết giải U23 châu Á, và Uzbekistan là đội trở thành nhà vô địch của giải đấu năm nay. Nhưng với tất cả chúng ta,